Idol nhí người Angola tiếp tục khiến dân mạng được fan cười nghiêng ngả khi mới đây đã tiếp tục chuyến hành trình đi xuyên Việt của mình cùng chú Quang Linh Vlog có mặt tại thành phố sương mù Đà Lạt. Các fan phấn khích nghe lôi con hát. Thời gian qua, thông tin nhóc tỷ 5 tuổi người Angola, lôi con, được Quang Linh đưa về Việt Nam nghỉ hè đã khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao. Vốn là nhân vật được netizen theo dõi từ những ngày ở Angola, chính vì thế khi về Việt Nam thì mọi nhất cử nhất động của nhóc tỷ đều được dân mạng theo dõi sát sao. Sau hàng loạt điểm đến từ Bắc xuống Nam thì mới đây team Quang Linh đã đưa lôi con về với bản làng Tây Nguyên có mặt ở thành phố Đà Lạt, thành phố nổi tiếng là đầy thơ mộng của nước ta. Khoảnh khắc nhóc tỷ hạ cánh ở sân bay Liên Khương được khán giả nhận ra, từ bé đến lớn đều vây quanh, đón tiếp nhiệt tình khiến nhóc tỷ lẫn các thành viên trong team không khỏi bất ngờ. Là người châu Phi nên lôi con có màu da đen đặc trưng, vẻ ngoài ấn tượng này khiến nhóc tỷ đi đến đâu cũng đều dễ dàng nhận ra. Hơn nữa lại quá nổi tiếng ở Việt Nam nên khi lôi con có mặt đến đâu thì đều tạo sóng đến đó. Tuy nhỏ tuổi nhưng lôi con cũng rất hiểu chuyện, idol nhí này luôn thân thiện và tương tác với mọi người, nụ cười luôn trên môi khi được mọi người xin chụp ảnh cùng. Chi tiết đang khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả nhất chính là khoảnh khắc lôi con được trải nghiệm văn hóa của vùng đất Tây Nguyên. Dù sinh ra cũng thuộc một bản làng ở Angola nhưng chắc chắn nền văn hóa ở nước ta hoàn toàn khác, vì thế lôi con khi trải nghiệm thì rất thích thú. Chưa hết, lôi con còn hài hước thể hiện ca khúc thiếu nhi chú voi con bằng tiếng ai nghe cũng dần dần. Dù là người gốc Angola, nhưng lôi con sau thời gian dài tiếp xúc và bên cạnh ba nuôi Quang Linh Vlog, giờ đây nhóc tỷ đã có thể thành thạo sử dụng hai thứ tiếng. Đây cũng không phải là lần đầu lôi con trổ tài hát tiếng Việt trong chuyến về Việt Nam. Trước đó lôi con còn nhiều lần hát ca khúc Cắt đôi nỗi sầu, bài hát tủ của lôi con mà đi đến đâu cũng được yêu cầu góp vui. Trước khi đến Đà Lạt, lôi con đã từ Angola hạ cánh ở sân bay Nội Bài, Hà Nội. Lôi con cùng team Quang Linh Vlog đã rong ruổi các tỉnh phía Bắc, khám phá thủ đô. Sau đó, nhóc tỷ được về quê nhà Nghệ An của chú Linh để thăm gia đình, cùng những di tích lịch sử ở đây cũng như tỉnh lân cận là Quảng Bình. Di chuyển xuống miền Trung, team Quang Linh Vlog còn đại náo cố đô Huế và thành phố Đà Nẵng. Chấn động nhất là màn hội ngộ với Hoa hậu Thùy Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, khi nhiều ngày liền lôi con đã được Thùy Tiên đưa đi chu du khắp mọi ngóc ngách của Sài Gòn. Sau màn bịn dịn chia tay Hoa hậu Thùy Tiên, team Quang Linh Vlogs đã cùng nhau di chuyển xuống miền Tây Nam Bộ, địa điểm cả team đến là thành phố Cần Thơ. Lôi con tại đây cũng khiến netizen được dịp cười no bụng với những lần đầu tiên như lần đầu diện áo bà ba, đi chợ nổi hay thậm chí là hát bolero. Trước đó, bởi vì có lịch trình di chuyển xuyên suốt mà lôi con 5 tuổi mới đây đã gặp phải tình trạng sức khỏe không tốt. Cụ thể, trên livestream gần nhất của Quang Linh, nam YouTuber đã tiết lộ lôi con đã mất giọng, nói không thành tiếng sau chuỗi ngày rong ruổi, ăn chơi tới bến. Lôi con cũng xuất hiện lên khung hình của Quang Linh, tuy nhiên nhóc tỷ chỉ thều thào. Nhiều fan cũng tỏ ra lo lắng trước tình trạng này của lôi con, mong nhóc tỷ mau khỏe để tiếp tục chuỗi hành trình xuyên Việt cùng chú Quang Linh. Lôi con tên thật là Mativado, mới 5 tuổi. Trước khi đến Việt Nam, cậu bé đã trở thành hiện tượng trên kênh YouTube của vlogger Phạm Quang Linh. Cậu bé xuất thân từ một gia đình khá nghèo tại Angola, sống trong một ngôi nhà làm từ bùn đất, thiếu thốn đủ đường. Khi vlogger Quang Linh sang châu Phi, anh có cơ duyên làm việc cùng ông Matiloy, cha của lôi con. Sau đó Quang Linh gặp gỡ và nhanh chóng yêu mến cậu bé địa phương lễ phép, thông minh, tình cảm. Anh quyết định cưu mang và nhận lôi con là con nuôi.